Ngày 6 tháng 9, ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, người dân đã phát hiện một hang động đẹp giữa rừng già Trường Sơn. Theo ông Hoàng Trọng Đức, khu vực phát hiện hang động thuộc bản Điều Đo. Hiện người dân tạm đặt tên hang này là Sơn Nữ. Hang Sơn Nữ dài hơn 1,5 km. Trong hang, mùa hè nước không lớn, người dân bản địa có thể chèo thuyền cao su từ đầu hang đến cuối hang hơn 1 giờ đồng hồ. Cuối hang là một cửa sau, chảy ra suối Khe Mây với khu rừng nguyên sinh hùng vĩ. Trong hang có nhiều thạch nhũ đẹp, nhiều kiến tạo kỳ lạ, nơi cao nhất của hang khoảng 30 mét. Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn đang làm báo cáo về phát hiện hang động này để đưa vào phát triển du lịch cộng đồng, nhằm tạo thêm việc làm cho đồng bào Vân Kiều.